Sắp này đây chỉ được 235 thôi nhỉ. Sắp thế rồi. Cái này xay cũng ngon phết chứ nhỉ. Ngon. Đây kiểu tây. Xay như kiểu cánh buông. Tức là của ông Bảo Châu tài trợ chương trình này. Vâng. Và chở vật liệu ở đây vất vả. Còn vòng kia này. Cái này nó làm bóng từ công với nhỉ? Vâng, chỗ này phải mấy trăm học sinh nhỉ? Ừ. To, lớn đấy. Có khi không đủ học sinh được nhỉ? Ừ. Đúng không? Xây là ban giáo mới để lớp 1. À, lớp 1 à? Cấp 1 thôi. Cấp 1 à? Mà cấp 2 thì xuống kia rồi. Vâng. Đi đây được rồi. Đi ra đây. Chắc là các bé chưa đến trường rồi đúng không? Chưa, hôm nó xuống. Con này không vào được đúng không? Đi vào được không? À. Chào các bạn. Hiện đại đấy, hơn thành phố đấy. Bên này là chiều, là đô. Này mùi mông đây. Vâng ạ. Trường này là trường của một bản hay là của một xã? Trường này của bản thôi. Vâng. Bản to thế. Tức là bản này ngày xưa nghèo mà được tài trợ. Vâng, nghèo đấy. Con dân vùng cao. Vâng. Nhà thờ. Thờ Tin Lành á. Cái này chưa xây được. Không, không có tháp chuông anh. Nhà thờ của một anh kia thì xây to thế này.